Nên đến cha và con và thánh thần amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mọi kinh mọi việc chúng con. Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận hai người bệnh nhân, một người bệnh ung thư ở độ tuổi khoảng 50, bệnh ung thư vú. Chúng con cầu nguyện cho người chị em này mau lành bệnh. Một người bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, đó là em bé Quỳnh Anh Thư, 17 tuổi. Nãy giờ em bé đã trò chuyện với chúng con, thì dĩ nhiên là những con người mà họ đứng trước cái chết, họ rất là tỉnh táo. Như em bé này mình gọi là khôn ngoan, thì khôn ngoan theo độ 7 tuổi thôi, nhưng mà em bé rất là tỉnh táo, nhận ra rõ cái chuyện mà mình đang bệnh gì và đi trị ở bệnh viện nào và vô tiểu cầu ở chỗ nào và cố gắng để uống thuốc như thế nào. Chúng con cầu xin Chúa qua lời của Chúa dạy là hãy để trẻ em đến với ta, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Sáng hôm nay chúng con cũng không dám nhận chữa bệnh cho em bé này, nhưng mà vì lòng thương xót của Chúa, vì lòng từ bi của Chúa, chúng con sẵn sàng đón nhận em bé này để cứu giúp em bé này. Còn phần còn lại thì chúng con cầu xin Chúa hãy chữa lành cho em bé này. Nếu em bé này đẹp lòng Chúa thì xin Chúa hãy cứu giúp em bé này vượt qua cơn hoạn nạn này. Biết đâu sau này em bé này sẽ là những người có ích cho xã hội, có ích cho gia đình và có ích cho các tôn giáo nữa thì tốt đẹp biết bao. Nhưng mà dù có ích hay không có ích, điều đó chúng con chưa có bàn tới. Chúng con bàn tới là cái mạng sống của em bé này. Chúng con cầu xin Chúa chữa lành để bảo vệ mạng sống, để mạng sống em bé này được giữ lại, để em bé này tiếp tục thờ phượng các đấng mà sau này em bé sẽ tôn thờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. À, chúng con cậy gì dân Chúa nhân từ cho các bạn linh hồn lên trên miệng ra nhân dân cha và con và thánh thần cầu xin. Nhà Quỳnh Như Anh Thư nè, vậy là hồi nãy con hứa với ông cố rồi nha, con hứa với ông cố là sau khi mà con trở lại đây là con phải uống thuốc cho đàng hoàng. Khi mà con mà uống thuốc mà không đàng hoàng là ông cố rầy con nha, được không? Ông cố có quyền rầy con nha. Tại vì con bệnh con phải uống thuốc cho hết bệnh nha. Tội nghiệp quá mà ai biết đâu ha. Để chú Năm bệnh khỏe biết nhiều rồi. Mới 7 tuổi mà bệnh lớn quá rồi. Con con của con bệnh mấy năm rồi con? Dạ 2 năm mấy. Sao con không đi chữa gì ở đâu? Đi nhiều chỗ với Quốc Nam cũng không có. Con cũng đi dữ lắm rồi ha. Dạ, tốn tiền nhiều không con? Dạ cũng có tốn. Cũng có nhiều nhầm chỗ. Nhưng mà sao con biết được ở đây vậy? Dạ chú Năm. Chú Năm là ông chữ thập đỏ hả? Dạ với cái anh kế nhà chú Năm chỉ. Sao ông thập đỏ hay vậy ta? Coi trên mạng hả? Hay quá hay ha. Thực ra là như vậy nè con, với cái công nghệ này thì trị em bé chắc không khó đâu, nhưng mà tại vì em bé khó trị ha. Em bé thì chắc chắn là mẹ phải ở kế nó nha con, phải ở kế nó để giúp cho nó ăn uống rồi ẩm nó đi đầu này đầu kia đi vòng, chứ để nó nằm chỗ là không ai dỗ nó đứng đâu nha. Con phải giống như là con bệnh vậy chứ không phải nó bệnh. Bây giờ mấy thầy khám bệnh là khám con chứ không khám nó. Nó đâu có biết nó gì đâu. Ví dụ như con phải theo nó là nó bệnh như thế nào là con bệnh như thế đó. Nó đau sao con đau vậy thì cứu con của con mới được nha. Ví dụ như là bây giờ là mỗi ngày con phải biết nó đau như thế nào, rồi nó cơ thể nó ra làm sao, cơ thể như thế nào là cơ thể của con như vậy, thì các thầy mới cứu được nó. Tại vì bây giờ các thầy không biết là phải mặn mò nó như thế nào để nó nói đúng. Con hiểu không? Cái đó là cái khó nhất cho các bác sĩ. Không phải bác sĩ đông y thôi, tây y thôi, mà bác sĩ công nghệ ở đây. Các bác sĩ công nghệ ở đây cũng là gặp khó vậy.
Tại vì không, mình không, em bé nó không biết trả lời, nó không biết nói và nó không biết nhận định. Nó chỉ biết là uống thôi, mà nó chán rồi nó không chịu uống. Vậy thì để cho em bé hết bệnh là chính con phải là người bệnh. Con phải cảm nhận cái bệnh của em bé y như là con bệnh vậy, để con trả lời hết những cái câu hỏi mà các thầy đặt ra mỗi ngày, thì các thầy sẽ nghĩ đủ cách để cứu con của con. À, như là con cố gắng nha con. Cố gắng có nghĩa là sao? À, hay quá, cho anh Trạng pháo tay coi. Giỏi lắm à. Thì nó đang tỉnh táo dữ lắm con. Bây giờ là nó mới 7 tuổi thôi, nó tỉnh táo dữ lắm. Nhưng mà cái bệnh này nó dễ bị bủng xỉn đó. Thế này, khi mà nó giảm tiểu cầu á, nó hụt tiểu cầu á, nó bủng xỉn. Nó ẹo ọ, nó yếu, ốm, yếu, nó yếu ớt, nó quằn quại á. Thì khi đó là nó không trả lời được. Rồi em bé mà con biết là người lớn mình mà chảy máu răng rồi thôi rồi mình đã cứu không kịp. Thì em bé khó lắm, cho nên thôi thì bây giờ cha và các thầy tìm đủ cách. Tìm đủ cách để cứu, chứ còn bệnh này đi về bệnh viện thôi cũng chết. Bác sĩ có chạy chưa? Bác sĩ lên tới đâu hay tới đó chứ giờ muốn phương pháp trị dứt điểm. À, bác sĩ không có cách nào trị dứt điểm. Như vậy thì có đi cũng chết, mà không đi cũng chết. Con đẻ được mấy đứa rồi? Đẻ thêm không? Hả? Thấy ngán nè. Thấy ngán là do bệnh đó không? À, con đẻ 10 đứa rồi thì chết 9 đứa cũng còn đứa. Rồi vậy cha nói với con vậy nha, cái chính của con là con phải làm sao con bệnh như con của con. Thì các thầy công nghệ đây, các bác sĩ công nghệ đây, người ta sẽ cứu được nha. Người ta sẽ hết mình để người ta cứu. Thì cũng còn nhờ vào phần phước nữa nha con. À, thì em bé thì nó đâu biết gì đâu cầu nguyện, phải không? Nếu nó cầu nguyện, nó biết gì đâu cầu nguyện, khổ quá trời khổ rồi. Bây giờ chính con phải cầu nguyện ăn chay cho con của con nha. À, được không? Cha cũng hết biết luôn rồi chú Lâm. Hết hiểu rồi. Bây giờ ông Thập Đỏ này nè, nhà cha hỏi ông coi nè, nhà ông ở đâu? Xã Bình Khánh. Nhưng mà làm sao mà con biết được cha chữa bệnh ở đây mà con dẫn người đi? À, nhà cái bệnh nhân này. Ờ, dạ. Nhân xã trình bày muốn đi điều trị bệnh ở đây. Ờ. Ở đây thấy đề nghị có chữa rõ xã làm chứng. Đúng rồi. À. Trên cơ sở giúp người làm công tác chuyên rõ làm tác từ thiện, mình thấy người mình làm với đảng ủy ủy ban tình trạng mang cái mộc dấu đi xuống để làm chứng cho người dân mình trị bệnh. Cấp trên trả lời thôi từ cơ biến chứ dần cho bệnh ta nhờ vậy mình cũng lẽ mấy cái chuyện gì cũng làm được, chứ làm cẩn thận thôi. Đúng rồi. Thì đầu tiên thì mấy bữa sau thì về mở mạng lên coi thì mới thấy được cái phương pháp điều trị của thầy. Rồi, nói chung là đi liền thì không kịp, tại còn hội họp tuần này tuần qua hội họp nhiều quá nên phải dán chờ tới thứ bảy. Thứ bảy vẫn đi, rồi mấy vị này cũng ở gần xóm cũng thấy thương xót mấy bệnh nhân này nên cũng đi theo để nghiên cứu mốt lỡ số bệnh biết cứu điều trị. Hay quá, cái hay của ông Thập Đỏ này là ổng trình với bề trên của ổng. Rồi sau đó là bề trên của ổng nó là hoàn cảnh gì phải giúp người ta. Cha đã ký lại cho con cái giấy này nha. Con cầm cái giấy này về xã con trình. Thì cái giấy này chính là cái giấy mà khi bệnh nhân mà có sự trổ cố gì mà không gặp nào ha. À, vậy ha. Bây giờ các thầy đã kiểm tra bệnh này chưa? Bây giờ xin mời các thầy vô kiểm tra cái bệnh này chút. Bệnh này chắc sưng được không con? Dạ. À, nó sưng rồi. Thằng Năm rồi vô kiểm tra cho con. Chụp mô hình cho cha dồn cho con. Thôi thôi được rồi con. Thôi 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 thôi. Này con vô trong thằng này kiểm. Đi đi tiếng rồi sao tiếng rồi. Con ơi. Cái chấm đen đen của con này là con chấm cái gì rồi? Con ngứa ngoài con xích đó vô giác đỡ ngứa. Con cái quạt đen này là thuốc, có nhiêu đó sao hết ngứa con? Không, con ngứa vô đó, mà gãi chảy máu cho đó, cái con xích cho đó. Giống như chấm miếng dầu vô đó nha. Nhưng mà nó hết ngứa. Nó bớt. À, hiện tại bây giờ là cái khối u này nó sưng lắm rồi con. Dạ, sưng. Nó sưng to lắm rồi. Như vậy nó nhức con. Nhức con lắm. Sao con chịu được tới giờ vậy?
Nói chung con không biết cho cha, con mới nghe cho người ta chỉ cái con lên mạng, con không biết là con xuống nhà. Hồi đó con bị, con không biết. Sao con không đi mổ? Không được, mổ con đi bệnh viện có giấy con đó mà không mổ được. Người ta không chịu mổ? Không. Ta nói sao không mổ? Mới đầu vô là không cho con nhập viện, cái con đang nỉ, cứu con. Cái vô cái nói thôi để tìm cách cứu có được không? Cái vô con nhập viện tháng mấy rồi cái cuốn được nữa, cái đưa con qua chị xã, chuyển qua chị xã coi chị được không, chị teo được với mổ có qua chị xã chị cũng được không. Giờ cái bác sĩ nó giờ nó chị không được vậy đó, vô sinh học thẳng luôn mà nhất chết thì sống, mà vô đó là để giữ như chuồng thôi chứ cắt cũng được mổ cũng được, giờ con rút ra luôn đó. Nhưng mà từ hôm con nói đó vô đó tới giờ lâu chưa? Hồi Tết giờ chưa. Hồi Tết tới giờ là 8 tháng rồi. Nhưng mà từ đó tới giờ là con mang cái bệnh nhất vậy hoài. Dạ, con xuống, người ta chỉ con xuống ông bác sĩ Thắng, ông thầy Thắng ở Vĩnh Long, con ông đốt thuốc con uống. Cái tháng nào con xuống uống đỡ nhất cũng đỡ, mà hồi đỡ rồi. Con nhất con đốt con uống được. Cái vú bên phải thì không có sao? Dạ, vú bên trái. Là bình thường. Cái vú mà không bệnh đó là bình thường. Dạ, bình thường. À, ừ. Hồ sơ thì có di căn chưa? Hồ sơ à? Bây giờ cái này khám ở đâu? Sinh thiết chưa? Ở đâu? Ở bệnh viện nào? Có cách nào phải làm lại một bộ hồ sơ hay không? Cái này là nó đã mùi lắm rồi hay không? Bây giờ cái này là nhất định là không ai dám mổ con hết á. Mà cũng không ai dám quá trị xạ trị. Cái này là ngoài cũng chết luôn. Nếu mổ hay quá trị xạ trị là con có khi con chết trên bàn xạ trị luôn, không biết được vì nó nặng lắm rồi. Bác sĩ cũng nói con giờ đó, tình trạng vậy đó, sinh học là nhất chết thì sống. À, con có thể là chết luôn đấy con. Cho nên là thôi thì bây giờ như vậy, may mắn cho con là con đến được cái công nghệ này. Công nghệ này là cái công nghệ là sẽ trị này nè. À, công nghệ này là công nghệ trị cái này nè. Có nghĩa là giờ các thầy sẽ làm đủ cách để cái vú của con nó sẽ tan ra. Nó tan chất độc ra rồi nó sẽ làm đủ cách để nhỏ lại và nó làm đủ cách để nó hết bệnh cho con nha. Thì nói như thế nhưng mà không phải nói như vậy là làm y ngon gọn như vậy. Không phải nói xong là làm nhẹ quá, gọn nhẹ quá, không có gọn đâu con. Nó 1000 vấn đề, đúng không? 1000 cái vấn đề diễn ra trên cái bệnh con. Khi đó khi mà vào cuộc rồi là các thầy sẽ xử lý 1000 vấn đề con đó. Thì đương nhiên thì người ta chữa bệnh thì người ta không sợ vấn đề, không sợ có nhiều vấn đề, nhưng mà sợ cái chỗ là con phải chấp nhận đau, con không được bỏ cuộc, con phải cố gắng. Nhưng mà ở trong phòng này mình được mấy ca ông sư vú? 4 ca, ca này ca thứ 5 này đúng không? Tức là mình 4-5 ca ông sư vú trong này chứ không phải có mình con là ông sư vú đâu. Nhưng mà đại đa số 4 ca nữa thì sao? Theo các thầy nghĩ là vượt qua được không? Thì tính cao quá tiền nhiều, còn mấy ca kia phần lớn vượt qua, có nghĩa là không hết ung thư, khẳng định là hết ung thư đó ha. Còn cái ca này là chưa quá trị xạ trị thì giai đoạn 3B thì theo trình độ của các thầy thì sao? Theo con thì giai đoạn 3B này thì cái khả năng mà chữa nếu không có xạ trị của chị thì từ 1 cho đến 3 tháng. Ừ. Nếu mà cô phải chuyên tâm theo đúng phác đồ, ừ, các thầy giữ đúng phác đồ, ừ, và cô phải quyết tâm sống, ừ, phải ăn từng ngày từ 3 đến 4 lít cháo. Có nghĩa là, rồi cảm ơn thầy, có nghĩa là bây giờ con phải tạo cho ra một cái bộ hồ sơ mới, bộ hồ sơ mới. Khi nhận bệnh xong rồi các thầy sẽ chỉ cho con đi làm một bộ hồ sơ mới nha. Thì lúc đó bệnh của con sẽ có cái kết quả nha. Sẽ có kết quả cho con là sẽ cứu được con hay là cứu không được con nha. Nhưng mà trên nguyên tắc thì ung thư vú mà ở giai đoạn này thì đi Tây y là chết rồi con. Đi Tây y chết, mà cái bệnh con về Tây y không đi không giúp con. Tây y bây giờ con có tiền đó, họ không giúp con nữa. Tại họ mổ không được, họ cắt không được, họ quá trị không được, họ xạ trị không được, họ không làm sao cho con được hết.
Cho nên con ơi, đôi khi mình chê tay y nhưng mà ngược lại tay y họ chê mình ạ. À, đôi khi mình chê tay y nhưng mà ngược lại có những căn bệnh tay y họ chê mình. Không cho ví dụ như bệnh này cũng vậy, con của con cũng vậy. Tay y nó chê, nó không nhận nữa. Vì nó nhận nó không làm hết bệnh được. Nhưng mà nếu mà con ép họ quá thì họ chữa đó thôi. Họ chữa tới đâu nên tới đó thôi. Vậy thì cái bệnh ung thư vú của con cũng vậy. Con tưởng rằng con có tiền con đến tây y là họ giúp con, nhưng không, họ không giúp được nữa. Bởi vì họ không có khả năng để cứu được. Cho dù họ có đủ loại máy móc, thuốc men, trình độ họ là tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, viện sĩ, trình độ họ như vậy đó, nhưng mà hiện bây giờ là cái bệnh của con họ không giúp được nha. Bệnh của họ không giúp được. Bây giờ con bị ung thư vú bên đây phải không? Dạ. Ở đây không? Dạ. Bây giờ nó bị lớn vậy nè. À, vú con hiện giờ là y như cái hình chai dẻ vậy đó. Còn vú nhỏ thì vú bình thường này vậy. Ha. Vậy thì con biết là bây giờ là tay y không thể cắt bỏ được. Con có tiền đó, con có đủ điều kiện đó, nhưng mà họ không có thọc cái kéo vô, họ cắt ngang được. Và họ con có tiền đó, con có sức khỏe đó, mà họ không quá trị xạ trị được. Vậy thì kết quả, họ bảo con về nhà cứ tìm thuốc uống đi. Uống được thuốc gì thì uống. Ban đầu cái vú con nó bình thường là bị lớn vậy ha. Nhưng khi đó đó khi đó đó nó mọc lên một cái khối u ở trong này, nhỏ nhỏ vậy không? Con tắm rửa con rờ con có để ý không? Con khi mà con tắm rửa con rờ như vậy là bắt đầu hồi năm nào? Nay 2 năm. Con có gia đình không? Con có chồng. Con có con không? Con đứa cha. Con của con bự chưa? Con 25 tuổi. Nhưng? 25 tuổi. À phải rồi. Phải chi con của con mà nó còn đang bú hay là nói gì đó là cái bệnh ung thư này không dễ gì tấn công con. Chẳng qua là bởi vì cái khu vực này ít ai, con không đụng tới mà không ai đụng tới cho nên con không biết nè. Khi đó con tắm rửa con mới phát hiện nó khối u đúng không? Nó có cục bị lớn không đau không nhất gì hết. À, nó bình thường. Bắt đầu nó một ngày nào đó nó đẹp trời nó lớn dần. Hôm nay là nó bị lớn vậy nè. Vậy thì hiện bây giờ cái khối u này nè, nó cho con một cái kết quả là nó nóng như cục lửa vậy đó. Thấy không? Nó rát, nó nóng rồi nó làm con đủ thứ trong này hết. Tại vì ở trong này nè, hiện giờ ở trong cái vú này, cái vú này bình thường nha. Hiện giờ ở trong cái vú này nè, nó là lửa trong này, nó như cục than vậy á. Ở trong này nó có hàng tỷ 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 siêu tế bào ung thư trong này. Bên cạnh đó, ở ngoài cơ thể con nè, đây là cơ thể con nè nha. Ở bên cạnh đó, ở ngoài này nè, ở dòng máu con ngoài này nè là siêu tế bào nằm trong dòng máu con này hết. Hàng ngày cơ thể con nó phải bơm máu về đây để nó nuôi tất cả tế bào siêu độc này nha. Mà ngay bây giờ cái khối u này nó nóng dữ lắm. Hàng ngày như vậy là nó rút hết những cái glutamin trong bắp thịt để nuôi đó ở trong cơ thể con á. Rồi bên cạnh đó là con ăn thêm, con ăn thịt động vật vô. À, con ăn con có ăn chay không? Con không ăn chay mà con ăn thịt, ít ăn thịt. Nói chung là con ăn động vật, đúng không? Con gì cũng được hết, con cá, con cua, con heo, con gà, gì hết. Khi con ăn cái thức ăn này là nó mang tính axit. Khi cái thức ăn này mà con thải vô trong miệng con, đưa vào trong bao tử con là nó tạo ra glutamin tiếp tục để nuôi khối u này. Cho nên khối u của con càng ngày nó càng giàu lên. Bây giờ nó di căn tới đây rồi, bây giờ nó bự lên tới đây rồi, bắt đầu nó di căn lên phổi, di căn qua tim, di căn qua xương, di căn đủ kiểu hết, bắt đầu nó chia ra đủ kiểu hết. Đây, con thấy không? Vậy thì bây giờ nếu con đi tây y là tây y không làm gì được con nữa, cuối cùng là con phải chờ chết. Con đi đông y chưa? Con đi là tăng nhận. Đông y là con đi thầy thuốc nam đó. Thuốc nam. Có ông Vĩnh Long là thuốc nam, thuốc thang á.
Con đã uống ổng được bao lâu rồi? Con uống ngay được 4 tháng rồi. Con có thấy xương giảm gì không? Con uống thì nó giảm bớt đau. Với con nhà con uống xương khỉ. Sao con không uống theo ông đó luôn? Mà bây giờ nó càng ngày chạy hạch con. Lúc mới đầu tiên uống thì không chạy hạch, giờ nó chạy hạch tới nách. Uống đầu tiên uống không chạy hạch mà giờ chạy hạch tới nách thì không có xương giảm được. Dạ. Phải không? Dạ. Tức là thuốc phải có tác dụng. Một là nó sẽ dừng lại, nó không phát triển. Hai là nó phải hết. Chứ không có chuyện uống mà nó không phát triển, nó chạy hạch như thế là nó không hợp thuốc. Con hiểu không? Vậy thì bây giờ rõ ràng, bây giờ Tây y và Đông y con không giải quyết được nữa nha. Đông y là con không giải quyết được nữa, bởi vì Đông y rõ ràng khi con uống thuốc Đông, thuốc Nam vô thì ba chén còn tám một chén. Thì cái thuốc Nam này con uống vô là nó không hợp với con, là nó như nước lãi vậy thôi. Vì khi con uống thuốc Nam con vẫn tiếp tục ăn thịt động vật nữa là nó nuôi tế bào này. Nó nuôi tế bào. Bây giờ cái vú con càng ngày nó càng lớn lên, mà giờ nếu con nhịn ăn, nếu con không ăn động vật này, đó. Bây giờ nếu con ở nhà, con ở nhà con không ăn động vật, con ăn chay. Được, hết không? Hết không? Hả? Không hết. Lý do là hiện giờ ở trong bắp thịt con nè, khi con ăn chay vào thì cái thức ăn chay này không nuôi được nó. Nhưng mà cái glutamine ở trong bắp thịt con nè, ở trong bắp táo chân con á, nó còn trong này, nó nuôi tiếp tục lại cái này. Cho nên cho dù ở nhà con ăn chay cũng không hết. Ngược lại con phải đến đây, con phải đến công nghệ này, con phải đến công nghệ cháo nano. Con đến công nghệ cháo nano này thì cái công nghệ này nó có một cái hay vô cùng, nó là nước. Mà cái nước của công nghệ này nó chính là một cái lọ siêu nhỏ để khi hàng ngày con đổ cái cháo nano này vô miệng con nè. Mỗi ngày con đổ cháo nano vô miệng con nè, bắt đầu nó chạy xuống bao tử nè. Bắt đầu cái cháo nano này nè, nó có nhiệm vụ là nó thẩm thấu hết toàn thân con. Nó thẩm thấu và nó khuếch tán toàn thân con. Để nó đi tới đâu là nó phá vỡ tế bào ung thư tới đó. Và ngay cái khối u này thì hiện giờ là khi con ăn cháo vào bắt đầu nó bao quanh khối u nước. Tại vì khối u con nhìn nó nóng, ở trong nó nóng thì bây giờ nước cháo nó sẽ bao quanh khối u này. Đó, nó sẽ bao quanh khối u này. Hàng ngày con ăn cháo là nước nó bao quanh khối u. Con thấy chai dễ không? Bên cạnh đó các thầy sẽ đắp thuốc vô, đắp vô ở ngoài da, đắp vô lại bao quanh khối u nữa, bao quanh khối u nữa, bao quanh khối u nữa, thì ở trong nóng ở ngoài lạnh thì nó sẽ hả? Sao con nói sao? Nó mát lại bớt. Rồi nó sẽ thẩm thấu cái nước vô khối u. Đúng không? Nó thẩm thấu vô khối u này, nó làm vỡ cái khối u này ra, bắt đầu nó giải phóng ra bên ngoài thì trở lại con hết bình thường. Trở lại bình thường là con trở lại cái vú bình thường nhỏ lại. Thấy chưa? Hên cho con là con kịp thời chạy gì đây, nhưng mà xui cho con là con chỉ nhức nhói quá trời lâu, phải không? Nhưng mà hên là con còn kịp thời kịp lúc chạy gì đây nha. Nhưng mà con ơi, cũng phải ráng cố gắng nha con. Khi cha nói như thế là cái ung thư này không có khó trị. Ông thập đỏ nghe cha nói là gì? Khi cha nói như vậy là cái ung thư này không có khó trị con. Nhưng khó chỗ là ai dắt con về, và khó chỗ làm sao cho đứng đây cho nhận định con. Cái này là cái khó này. Cái này là cái khó vô. Khó còn hơn là đi qua nước Mỹ. Phải không? Đi qua nước Mỹ dễ lắm con. Có tiền đi được, còn vô này không có được đâu. Con đừng tưởng vô trong này có tiền là đi trị bệnh được. Không á, sai lầm. Bởi vậy ở ngoài đời người ta nói là có tiền mua, mua ông cha tường không được đâu con. Con đi xin ổng, con năn nỉ ổng đi. Ở đây cha không có làm tiền, cha không có lấy tiền, cho nên là cha không cần con là đừng có nói là có tiền có bạc mà đi xin được. Không có mua tiền có tiền đó, bà này nè, bà xin thập đỏ trần ai nè, phải không? Không được. Theo như kinh nghiệm của các cha và các thầy đã nghiên cứu 20 năm công nghệ cháo nano và đã thành công quá nhiều ca ung thư vú, thì với cái ung thư vú của con là như thế, sẽ xóa tan đi ung thư này.
rồi xong không bàn nữa. Nhiều thứ khác người ta hiểu nhưng mà ta sẽ không nói cho con ngay chỗ này, bị nói sao cho nổ. Không nè, cái mà các cha và các thầy hiểu gấp 1000 lần để cứu con, còn bây giờ hãy nói hết cho con thì thôi, nói ai mà nói cho nổi. Thôi thì giờ tạm thầy xóa cái khối u này là xong. Vậy thì để xóa được khối u này thì chính con phải hoàn toàn theo ý của các cha và các thầy ở đây để cứu con. Vậy thôi, nếu con muốn hết nha, nếu con muốn hết thì chỉ còn cách đó thôi. Tại vì ở đây các cha và các thầy khi nói với con vậy là gần 50 ca ung thư ác tính, mà trong đó cả 10 ca ung thư vú như vậy đó, kể cả có quá trị xạ trị vẫn chữa xong. Tại sao? Tại vì cái công nghệ này nó thẩm thấu và nó khuếch tán đi. Công nghệ này là công nghệ cháo nano, là công nghệ là nước. Cho nên công nghệ này cha không muốn nói thêm nhiều nữa, bởi vì cha nói là mấy năm nay rồi, cha nói tét cái miệng cha rồi, không còn ấy, không có còn cái gì để cha nói nữa. Bây giờ muốn nghe phải mở lại nghe nha. Vậy thì bây giờ tạm thời con quên đi cái đông y, con quên đi cái tây y ha, con hoàn toàn theo các thầy để cứu được mạng sống con là xong nha. Rồi con có ý kiến gì nữa không? Thì khi con đã đến đây rồi thì con không cần xin nữa. Xin là con ở nhà con không xin. Còn khi con đến đây là con không còn xin nữa. Bữa nay con đi con có điện cho không? Con không biết, con không điện cho. Cái ca này toàn bộ là đi đại đến đây thôi hả? Con biết. Ừ. Vậy là may mắn cho con rồi. Nếu mà con điện cho cha là cha từ chối liền. Cha đâu có chỗ cho chứa nữa. Ừ. Hôm nay con đến đây là cha từ chối. Thấy không? Hồi sáng giờ cha tắt điện thoại biết bao nhiêu, cha tắt hết ra nè. Gọi cha nói kẹt rồi, rồi xong. Mà thập đỏ có rồi đó, thập đỏ đang là chờ cha ok là họ bấm nút đi liền đó. Mấy lần trước á, là mày đặt là ổng nghẹo rồi là thập đỏ xin không được cha ơi, lần này thưa cha thập đỏ đồng ý đi rồi cho nó hết chỗ rồi con. Rồi xong. Bởi vì đời nó vậy đó. Đôi khi á hả là gì đó thì vậy đó. Hôm qua ổng nghẹo bữa nay không còn chỗ nữa, nghỉ thập đỏ đi không con, sẵn sàng đi cha, 10 giờ đêm đi cũng được nữa cha, 7 giờ tối đi cũng được nữa cha, 3 giờ sáng đi cũng được nữa cha, cha nhận không cha? Không. Rồi xong, cha con ở nhà chết sạch, thấy chưa? Chứ bây giờ cha cũng nói với mấy thầy rồi, hiện giờ mấy thầy chữa đâu có nổi con. Bây giờ nó mỗi sáng đây là nó quá nãy nhiều ca bệnh rồi, nó nhiều lắm. Mà mình phải chăm sóc bệnh nhân cho chu đáo, mình không để một con nào mà bị rơi rớt hết. Không? Chúa Sư nói với kia, chú cha lại cha, con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đó với con. Con bảo vệ cho chúng được sống. Thì cha và các thầy cũng vậy, nhận ca nào là phải bảo vệ ca đó cho được sống. Chứ đâu phải mà họ là còn một người, mình cũng là con người. Mình thấy cái con heo, con gà, con vịt nó bị trật tay gãi gọng, mình còn cứu nó, huống gì mình thấy cái con nhỏ này không cứu, hay con nhỏ này cái vú nó về không giúp nó, đúng không? Giờ cha các thầy mà thấy con gà mà nó bị nó nằm một chỗ là không biết lý do gì, mình lại mình giúp nó để cứu và giải thoát cho nó, thì huống gì con chạy tới đây con bị ung thư vú về mà không nhận, ngoại trừ con sinh là không nhận. Bởi vì khi con sinh là ta không còn chỗ nữa thì ta không nhận, ta không có lỗi. Nhưng mà con mang tới đây rồi thì giờ không nhận thì nói sao? Phải không? Cái đó là cái khó nha, cái đó là cái khó. Nhưng mà không sao, mình làm cửa mình đóng rồi. Là rõ ràng nhà tôi không mở cổng à. Nhà tôi không có welcome anh nè. Hên nè. Hên nha con. Nếu hồi trưa mà không có cha rồi mà mấy thầy hỏi cha nó thôi. Rồi xong, đi về. Thật, hai cha con dắt về. Đúng không? Cho dù thập đỏ có mang 10 cái mộc tới đây cũng dắt đi về. Hên nghe con, hên đó. Vậy nghe, cái bệnh của con thì coi như là các thầy sẽ xóa cho con nghe. Rồi con trở lại bình thường, con hãy sống cho tốt. Cảm ơn đời, cảm ơn mọi người, cảm ơn thập đỏ đã giúp cứu con nha. Còn các thầy ở đây thì người ta làm chuyện này rồi, không cần phải cảm ơn, nhưng cảm ơn cho ông này. Ông ơi, ông phải cố gắng ông nhiều giúp nghe. Con á, con phải cố gắng con giúp người ta nữa nha. Chứ không phải chỉ có mình này thôi đó nha. Không phải chỉ có người này thôi. Rồi còn con nè, nghe ông cố nói nè,
trong quá trình mà chữa bệnh cho con phải uống thuốc cho đàng hoàng, gọi là vuốt đuôi câu đó là được rồi. Con phải biết nghe lời ông. Ông cố mà nghe lời ông cố rồi qua ông, qua ông thầy, nghe lời các ông thầy chính là nghe lời ông cố, hiểu không con? Nghe à, không có được cãi mấy thầy nha. Rồi mấy thầy ráng cứu nó nha, ráng cứu cho đàng hoàng nha. Rồi, rồi vậy ha, ta ý kiến gì không? Tập đỏ có ý kiến gì không? Rồi vậy ha, ok, thôi đứng lên đọc kinh. Lấy nhân cha nhà con và thánh thần sáng danh Đức Chúa Cha, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có rồi. Chúng con nghe gì danh Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng như vẻ vô cùng. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cố gắng uống thuốc nghe con. Rồi, ok. Bây giờ đối với bệnh nhân mà ở đất nước Việt Nam thì bây giờ là cha đã hợp tác với chương trình các nhà khoa học về cái công nghệ cháo nano này. Thì các nhà khoa học cũng như là chính quyền địa phương ở đây và cha đã thống nhất với nhau là mỗi một bệnh nhân ung thư là phải có chính quyền địa phương dẫn về, cụ thể là chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để xác nhận đây là người dân của tôi. Và nếu như người dân này đến đây chữa bệnh mà có làm khó làm khăn gì ở nơi này thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lý do là chữa cho cả 63 tỉnh thành chứ không phải chữa cho cái ấp vùng lớn này mà thôi. Thành thử ra chính quyền địa phương ở đây, nói đây là con chính quyền địa phương đang ngồi đây, ổng cũng là ký rồi, với cha và các nhà khoa học ở Hà Nội, đầu ngành của đất nước Việt Nam và có văn phòng Trung ương Đảng đã thống nhất như vậy, thì có văn bản đàng hoàng như vậy. Thì đối với người Việt Nam ở các tỉnh thành thì phải có chính quyền địa phương, chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để làm hồ sơ để thống nhất với nhau, thì ca đó sẽ được chữa bệnh miễn phí nha. Và ca đó sẽ được nuôi và chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho họ nội trú ở đây để mà một cách công khai danh chánh ngôn thuận để họ được cứu sống. Còn nếu như mà viết giấy gửi về hay là tự đi về là không được. Vì lý do bây giờ viết giấy gửi về thì dễ không? Đem lại chứng cái bọc liền phải không? Vậy thì vĩnh viễn ở đây không chữa nổi. Nó nhiều quá chữa không được. Và viết giấy thì lại cô ơi cô thập đỏ cô chứng giùm tôi ung thư cô, chứng cái cục vô rồi đi qua xuống đây. Ai chữa cho nổi con? Chữa không có nổi nha. Không phải nói như vậy thì bây giờ mình chữa không nổi. Bây giờ nếu mà 1.000 ca ung thư mà 1.000 thập đỏ chắc về vẫn chữa được như vậy. Mà 1.000 ca ung thư mà không có 1.000 thập đỏ chắc về không chữa được. Ví dụ bây giờ chúng con chạy xe trên đường Sài Gòn, 1.000 chiếc xe hai bánh chạy như kiến bò vậy, nhưng mà con hỏi lại là 1.000 người đó đều có 1.000 cái nón bảo hiểm và 1.000 cái bằng lái xe, cho nên họ chạy đâu vào đó, đâu vào đó hết. Còn nếu như trên đường Sài Gòn có 1.000 chiếc xe mà có người thì có bảo hiểm, có người không có bằng lái, thì ai muốn chạy kiểu nào chạy, có phải tai nạn chết hết không? Cuối cùng nó chạy ngổ ngang, nguy hiểm lắm. Vậy thì ở đây cũng là 1.000 ca ung thư nhưng có thập đỏ dắt về thì đâu vào đó, mà cũng 1.000 ca ung thư mà không có thập đỏ dắt về thì ở đây dẹp hết, không ai làm gì được hết, mất trật tự an ninh. Chú Năm đồng ý không? Chú là chính quyền địa phương, chú xác nhận chuyện này đúng không? Đó là cha trả lời câu nói cho người Việt Nam nha. Bây giờ vậy tóm lại đối với những người ở Việt Nam, ai muốn chữa ung thư thì phải có chủ tịch chữa thập đỏ xã dẫn về mang theo con dấu để làm giấy tờ rồi được chưa? Và cái ngày nhận hồ sơ, cái ngày nhận chữa là ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật một tuần cho nhận có một ngày, một vào lúc 7 giờ sáng đó là cho dành riêng một ngày, nó nhận 50 ca, 100 ca, 200 ca cũng được. Chứ bây giờ cha không thể nào mà mỗi ngày 3 giờ chiều vô ca, 4 giờ sáng vô ca, 2 giờ trưa vô ca. Trời ơi, làm riết rồi cho đi toilet không bao giờ đi nữa. Phải không nè? Vậy thì tất cả các bệnh nhân về theo thứ tự, mỗi tuần nhận một lần vào ngày chủ nhật 7 giờ sáng. Thì bệnh nhân nào cứ đến không cần phải điện, đủ điều kiện cứ đến và đến ngay cái giờ 7 giờ sáng ngày chủ nhật thì tất cả đều được nhận hết.
theo thứ tự giấy tờ hồ sơ đó là hợp pháp, không cần phải xin xỏ nữa. Con lấy cắt cái này ra, con đưa lên tin nóng người dân để người ta hiểu. Dạ. Khỏi điện cho con, mà cũng khỏi điện cho cha luôn. Điện thoại của cha toàn là để máy bay tàu lặn không à. Máy bay có nghĩa là chế độ máy bay nghe không nổi. Chơi chế độ máy bay. Chế độ máy bay nãy còn tin nên là tàu lặn. Quất luôn tàu lặn là tắt nguồn. Rồi khỏi kêu luôn. Mà hãy cha tắt điện thoại của cha rồi người thân cha nó chửi cha. Điện được chửi. Mà cha mở lên rồi, cha ơi con bệnh quá, cha ơi con ung thư, Chúa ơi tối ngày ai nghe cha nổi. Vậy cha nói lên năm đây, cha nhờ tin nóng từ dân gửi này lên giùm cha để cộng đồng biết nha. Là mỗi ngày Chủ nhật cha sẽ nhận bao nhiêu ca cũng được. Vì con mà cha đổi lại ngày thứ sáu nè. Và tại vì con đòi cha chữa ngày thứ hai, ngày thứ ba gì đó. Mà bây giờ cha bận quá trời, cho bây giờ thứ sáu, chú đúng là Chủ nhật. Thật sự con đòi cha ngày thứ ba. Dạ đúng rồi. Chứ con đâu có đòi ngày thứ hai đâu mà. Hai bữa sau con điện thoại con đòi thêm ngày thứ tư nữa. Phải vậy không? Dạ đúng. Cha ráng cho con tới ngày thứ sáu chứ đúng là Chủ nhật lên con. Bởi vì cha còn phải đủ thứ công chuyện phải không nè. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay con đưa cái tin này lên giùm cha. Chủ nhật 7 giờ sáng. Thập đỏ dắt về là tự động người ta chữa bệnh, không có phải xin xỏ ai hết. Nha. Và không có tiền cũng chữa được, chỉ cần 1.500.000 đóng cho nhà trọ là xong. Tiền đó không phải của cha nhận mà nhà trọ nhận, để họ lo tiền nhà, tiền nước, tiền giặt, tiền vũ cho chúng con bệnh thôi. Chứ không ai ăn tiền đó luôn. Không ai ăn được tiền đó. Rồi, đó là đối với người Việt Nam. Bây giờ đối với người quốc tế hải ngoại, ngoài cái nước Việt Nam ra, gần nhất là Lào, Campuchia, Miến Điện, Myanmar hay là Malaysia, Singapore, chân chân. Hay là Mỹ, xa nhất là Mỹ. Tất cả về tới phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan xuất nhập cảnh đó, họ hỏi mình đi đâu thì mình phải nói là tôi đến số nhà 94 ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là nhà của cha. Khi đó người đó đang tạm trú nhà cha thì cha chữa bệnh không có phải giấy tờ. Vì khi đó hải quan cho phép tạm trú nhà cha thì chính quyền sở tại ở đây phải công nhận người đó được tạm trú ở đây thì tự động người đó được chữa trị.